Hello, chào mừng các bạn đã trở lại với kênh Món Ăn Ngon. Trong video ngày hôm nay mình sẽ làm món bánh đùi gà. Và để làm cái món bánh này thì mình đã chuẩn bị đây là bột mì. Bột mì thì mình dùng 120g. Và đây là cái phần nước đường mình đã nấu sẵn rồi. Mình để làm cái nước đường này thì mình đã chuẩn bị đây là nước nhé. Nước thì mình dùng 300ml nước. Còn đây là đường. Đường thì mình dùng nửa ký đường và một muỗng nước cốt chanh. Rồi bây giờ mình sẽ bắt đầu làm. Mình sẽ đổ vô nồi khoảng 100g đường và 100ml nước. Sau đó mình sẽ bật bếp lên và nấu cho cái nước đường này nó chuyển sang thành cái màu vàng. Tại ở đây mình sử dụng đường cát cho nên mình sẽ làm theo cách này. Nếu mà các bạn có đường nâu á, thì các bạn chỉ việc đổ đường và đổ nước vô rồi mình nấu cho nó sôi lên, nó tan đường ra hết thì thôi. Nước đường của mình đã chuyển sang màu vàng rồi, bây giờ mình sẽ đổ hết phần nước còn lại vô. Và mình sẽ đổ hết phần đường còn lại vô hết luôn. Mình sẽ nấu cho phần đường mình vừa đổ vô nó tan ra hết, sau đó mình sẽ hạ lửa nhỏ xuống và nấu thêm 30 phút nữa. Mình nấu nãy giờ cũng được 15 phút rồi, bây giờ mình sẽ đổ nước cốt chanh vô. Và mình sẽ nấu thêm 15 phút nữa. Phần nước đường của mình như vậy là được rồi, bây giờ mình sẽ tắt bếp. Và mình để cho nước đường nguội, sau đó mình sẽ đổ vô trong cái keo. Đường mình nấu xong á các bạn, cái mình đổ ra ngoài cái tô như vậy nè. Rồi mình để qua một đêm cho nước đường nó nguội lại và nó kẹo lại như thế này nè các bạn. Nước đường của mình nó kẹo như vậy là vừa rồi nha, là đạt cái phần nước đường rồi đó. Nếu mà các bạn múc lên như vậy nè, các bạn đổ xuống mà các bạn thấy phần nước đường của mình á nó lỏng quá, nó lỏng như nước luôn á, là nước đường chưa đạt nhé. Hoặc là nó kẹo, mà nó kẹo mình đổ xuống nó không có chảy được luôn á, là cũng chưa đạt. Và bây giờ mình sẽ đổ nước đường vô trong cái keo thủy tinh này nè, rồi mình đậy nắp kín lại để mình bảo quản á. Đây, nước đường mình đã đổ vô trong cái keo thủy tinh này nè các bạn. Rồi bây giờ mình sẽ đậy nắp lại. Cái phần nước đường này các bạn, sau khi mà mình làm xong á thì mình sẽ để khoảng 3 ngày rồi mình mới làm bánh trung thu được nha. Từ 3 ngày trở lên á. Cái nước đường này thì mình để được lâu lắm á các bạn. Mình bảo quản trong cái keo gì nè, mình đậy nắp kín lại. Các bạn chỉ bảo quản ở chỗ thoáng mát là được rồi, không cần phải bỏ vô tủ lạnh nha. Phần nước đường này thì mình dùng 80ml, một quả trứng gà, 15ml dầu ăn và vài cái lá dứa. Đậu xanh thì mình dùng 80g. Và đây là đường, đường thì mình dùng 50g. Và 4 quả trứng muối. Và 10g bơ đậu phộng. Rồi như vậy là mình đã chuẩn bị xong tất cả các nguyên liệu rồi. Bây giờ mình sẽ bắt đầu làm. Đầu tiên là mình sẽ làm cái phần nhân. Cái phần đậu xanh này trước khi nấu thì các bạn nên ngâm nó trước nha. Mình ngâm khoảng 2-3 tiếng để cho đậu xanh nở mềm ra, rồi khi mà mình nấu thì nó sẽ nhanh hơn. Rồi đậu xanh mình đã vo sạch rồi, bây giờ mình sẽ đổ vô 300ml nước. Sau đó mình sẽ bắt lên bếp và nấu cho phần đậu xanh này chín mềm. Trong thời gian mà mình nấu đậu xanh, bây giờ mình sẽ xay lá dứa. Lá dứa thì mình cắt nhỏ ra rồi mình bỏ vô trong cái ca xay sinh tố. Tiếp theo là mình sẽ đổ vô khoảng 100ml nước. Sau đó mình sẽ xay cho lá dứa thật là nhuyễn. Rồi mình lược, mình lấy cái phần nước thôi, mình bỏ đi cái phần xác. Và đây là cái phần nước lá dứa mà mình đã xay và lược ra rồi. Phần đậu xanh mình nấu đã chín mềm rồi, bây giờ mình sẽ đổ vô 50g đường. Rồi mình cho vô một ít muối. Và khuấy đều lên. Mình đổ trong lúc đậu còn nóng như nè thì đậu nó thì cái phần đường nó sẽ tan ra rất là nhanh. Và bây giờ mình tắt bếp. Chờ cho cái phần đậu xanh này nguội, sau đó mình sẽ đổ nước lá dứa vô và mình xay cho đậu xanh thật là nhuyễn và mịn. Đậu xanh đã nguội rồi, bây giờ mình sẽ đổ nước lá dứa vô. Mình sẽ xay cho đậu xanh thật là nhuyễn và mịn. Bây giờ mình sẽ đổ cái phần đậu xanh mà mình đã xay nhuyễn vô một cái chảo. Sau đó mình sẽ bật bếp lên. Và mình sẽ sơn cho cái phần đậu xanh này nó sệt lại. Trong lúc mình sơn thì các bạn nhớ là mình sẽ khuẩy thường xuyên như vậy nè, để cho đậu xanh nó không có bị khét. Và mình sơn với lửa nhỏ thôi. Đậu xanh của mình đã sệt lại rồi, bây giờ mình sẽ tắt bếp. Và mình để cho cái phần đậu xanh này nguội lại, sau đó mình sẽ vo thành những cái viên tròn.
Đây là cái phần nhân mà mình đã chia thành những phần bằng nhau rồi. Mình vò thành những cái viên tròn như vậy luôn. Bây giờ mình sẽ lấy bọc thực phẩm, mình sẽ bọc lại để cho cái phần nhân của mình nó không có bị khô. Ở đây mình có chuẩn bị một tấm giấy bạc này các bạn. Bây giờ mình sẽ xe lại như vậy nè, xe lại thành cái hình tròn. Mình làm cái miếng giấy bạc như vậy nè để mình bỏ cái phần lòng đỏ của trứng muối vô đây nè, để mình đem đi mình nướng. Và đây là bốn cái trứng muối mà mình đã bỏ đi cái phần tro đó. Bây giờ mình sẽ đập ra và mình lấy cái phần lòng đỏ mình bỏ vô chén. Cái phần lòng trắng thì mình sẽ bỏ đi, mình không có sử dụng nha. Bây giờ mình sẽ đem đi rửa sạch lấy nước lạnh. Đây là trứng mà mình đã rửa sạch rồi. Bây giờ mình sẽ đem để lò nướng và mình sẽ nướng ở nhiệt độ là 150 độ trong vòng 10 phút. Nếu mà các bạn không có lò nướng, các bạn có thể hấp cũng được nhé. Hấp cách thủy á. Phần trứng muối của mình đã chín rồi. Bây giờ mình sẽ để cho trứng thật là nguội. Rồi mình sẽ bỏ vô trong cái nhân đậu xanh này. Phần trứng muối đã nguội rồi. Bây giờ mình sẽ lấy cái phần nhân đậu xanh này các bạn. Mình ép cho nó dẹp xuống vậy nè. Rồi mình để cái trứng muối vô giữa. Nó mình sẽ gói lại. Rồi mình sẽ vo cho cái nhân của mình nó tròn lại nha. Tiếp tục là mình sẽ vo những viên còn lại cho đến hết. Bây giờ mình sẽ lấy bọc thực phẩm mình bọc lại để cho cái phần nhân của mình nó không có bị khô. Mình sẽ làm cái phần vỏ bánh. Bây giờ mình sẽ đổ cái phần nước đường vô trong cái tô. Đây là mình sẽ cho vô một lòng đỏ trứng. Và mình sẽ cho vô 15ml dầu ăn. Mình sẽ trộn đều lên. Cho vô bơ đậu phộng. Sau đó mình sẽ đánh đều lên. Sau khi mà mình trộn cho tất cả các nguyên liệu đều ra rồi, bây giờ mình sẽ cho bột vô. Mình sẽ trộn đều lên. Sau khi trộn đều thì các bạn nhớ là mình sẽ nhồi cho bột thật là mịn nha. Mình nhồi bột khoảng 15 phút nhé. Nhồi bột càng lâu thì bánh của mình nó sẽ càng ngon. Các bạn thấy cái bột của mình nó rất là mịn luôn nè. Sau khi nhồi bột xong, bây giờ mình sẽ lấy bọc thực phẩm bọc cái cục bột lại. Mình dán lên cái tô gì nè các bạn. Và mình để cho bột nghỉ khoảng nửa tiếng. Mình sẽ rắc một ít bột lên trên cái mặt thớt. Mình thoa đều ra. Và bây giờ mình sẽ chia bột ra thành 4 phần nha. Bây giờ mình sẽ bắt đầu cán bột ra. Và bây giờ mình sẽ cho cái nhân đậu xanh vô. Sau đó mình sẽ túm bột lại. Cái đầu này như vậy nè các bạn. Mình tạo thành cái hình giống như là cái đùi gà vậy đó. Mình đã nắng xong rồi nè các bạn. Bây giờ mình để lên cái miếng giấy nến. Ở dưới miếng giấy nến là cái khay nướng. Hai cái đầu này nè các bạn, mình sẽ dùng ngón tay á, mình ấn vô như vậy nè, cho nó hơi hõm vô một chút như nè, nhìn cho nó giống như là cái xương gà vậy đó. Rồi tiếp tục là mình sẽ nắng những cái còn lại. Các bạn biết tại sao mà mình nắng cái hình cái đùi gà mà như vậy không các bạn? Tại vì mình nắng gì nè, khi mà mình nướng xong á, mình cắt hơi xéo gì nè là mình sẽ được hai cái đùi gà. Như vậy mình nắng 4 cái này là mình được 8 cái đùi gà đó. Rồi mình lấy một cái lòng đỏ trứng, đó mình sẽ cho nước vô. Mình cho vô khoảng 20ml nước. Sau đó mình sẽ đánh trứng đều ra. Phần trứng này mình dùng để thoa lên phần bột để mình đem đi nướng á. Mình cho vô khoảng 2 muỗng cà phê mật ong. Sẽ trộn đều lên. Bây giờ mình sẽ quét cái hỗn hợp trứng mà mình vừa pha lên trên cái đùi gà. Mình quét một lớp mỏng thôi. Quét như vậy nè để khi mà mình nướng á, thì cái phần bánh của mình á, nó sẽ vàng hơn. Bây giờ mình sẽ lấy một cái cây tăm nhỏ như nè các bạn, mình sẽ rạch những cái đường ở trên cái cục bột như vậy nè. Cái đường xéo cái gì. Thế đó mình sẽ đánh chéo ngược lại. Thì mình sẽ đánh cho đến hết.
Rồi bây giờ mình sẽ đem đi nướng và mình sẽ nướng ở nhiệt độ là 170 độ trong vòng 5 phút. Trước khi nướng thì các bạn nên làm nóng lò nướng rồi mình hãy bỏ vô nha. Mình làm nóng lò nướng khoảng 10 phút. Rồi bây giờ mình đem đi nướng thôi. Sau khi mà mình nướng được 5 phút rồi mình đã lấy ra. Bây giờ mình sẽ quét lên một lớp nước. Ở đây mình không có cái bình xịt cho nên mình lấy cái cọ thực phẩm á các bạn, mình quét lên như vậy luôn. Còn nếu mà các bạn có cái bình xịt cho bạn xịt nước lên nha. Mình xịt lên một lớp mỏng là được rồi. Mình quét lên như vậy này để cho cái bánh á các bạn, cái phần bột á nó sẽ rút nước vô. Làm cho cái bánh của mình nó sẽ mềm, nó không có bị khô và cứng. Thế là mình đã quét nước xong rồi, bây giờ mình sẽ để cho cái phần bột này nó nguội 5 phút. Phần bột đã nguội rồi, bây giờ mình sẽ quét lên một lớp trứng nữa. Và tiếp tục bây giờ mình sẽ đem đi nướng. Và đây là những cái bánh đùi gà mà mình đã nướng xong rồi nè các bạn. Nhìn cái màu vàng rất là đẹp luôn. Bánh rất là thơm luôn á. Và bây giờ mình sẽ để cho bánh nguội rồi mình sẽ cắt ra. Bánh đã nguội rồi, bây giờ mình sẽ cắt ra. Mình cắt hơi xéo như này các bạn. Đây, mình được hai cái đùi gà. Và đây là những cái đùi gà mà mình đã trình bày ra dĩa đó thôi. Đây các bạn nhìn nè, đây bánh đùi gà nướng. Nhìn những cái đùi gà vàng vàng nè, rất là thơm luôn các bạn. Rồi bây giờ mình sẽ ăn thử nhé. Đây mình ăn cái đùi này. Nhân đậu xanh và trứng muối. Wow, bánh rất là thơm luôn á. Bánh ở bên ngoài nó giòn giòn, ở bên trong thì mềm mềm. Còn cái nhân á mình ăn rất là thơm mùi lá dứa nè. Đặc biệt là có trứng muối này rất là ngon. Trứng muối này nó không có mặn nha các bạn. Trứng muối này nó bột bột, ngon quá. Mình ăn cái bánh này cũng giống như là bánh trung thu vậy đó các bạn. Lúc mà nó nóng thì nó còn cứng, khi mà nó nguội rồi thì nó sẽ mềm lại. Nhưng mà không có mềm lắm nha các bạn. Cái lớp vỏ bên ngoài nó vẫn còn giòn. Đây. Đây là cái bánh mà mình chưa cắt ra này các bạn. Nhìn hồi ban đầu thì nó không có giống như cái đùi gà. Nhưng mà sau khi mà mình cắt ra như vậy nè, mình cắt ra làm hai thì nhìn nó rất là giống cái đùi gà luôn á. Và các bạn ơi, video làm món bánh đùi gà của mình đến đây cũng hết rồi. Mình chúc cho các bạn làm thành công và ăn ngon miệng. Các bạn mà có yêu thích cái món bánh đùi gà của mình thì hãy like và chia sẻ cho bạn bè cùng xem. Và đừng quên nhấn nút đăng ký để được đón xem những video mới nhất của mình. Bây giờ thì mình xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video lần sau. Bye bye!